Chào chào anh em nhá. Hôm nay đi đám cưới buồn cười quá. Chú rể ai đi đón dâu thì buồn nghỉ anh em. Mình đi ăn cưới Thái Lan, Campuchia, Lào chưa thấy quả đám cưới nào buồn cười như hôm nay anh em. Nhưng mà buồn nghỉ thì buồn nghỉ, nhưng mà tiền thành công và vẫn hạnh phúc anh em. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc nha anh em nhá. Các em vẫn hạnh phúc là được. Chuyện quan trọng gì đâu. Cái công cuộc mà đi vệ sinh là ai cũng phải đi. Chứ còn để mà lại vãi cả chú Min ra quần, lại giống ca sĩ chú Min đang trên nhảy trên ba mà nó xoắn ra quần. Chú Min này không vệ sinh là không tốt. Đấy, chú rể người ta đón dâu việc quan trọng nhất đời mà người ta còn phải chạy ông của chú đi vệ sinh. Ông đi trên ba ông hát thì ông xin phép khán giả là em đau bụng nên đi vệ sinh. Tại sao ông lại lấy chú Min ra sân? Nhá. Chào tất cả anh em nha. Hôm nay đi quả đám cưới buồn cười quá, đúng kỷ lục gì nhất thế giới. Mình đi ăn cưới bay bao nhiêu nước rồi mà chưa thấy quả nào. Chú rể đang đón dâu thì buồn gì à? Thế là lại phải vào buổi chuối để dọc đường để đi vệ sinh anh em. Thế tài thì sợ thật. Đám cưới đẳng cấp luôn anh em. Nói chung là buồn gì à, nhưng mà cuối cùng các em vẫn hạnh phúc được anh em. Vẫn trăm năm hạnh phúc nhá. Ôi anh Lê Cai chúc các em có trăm năm hạnh phúc nhá. Bóng thì tím luôn, em đi. Không biết là lượt về có ỉa được không, nhưng mà lượt đi là ỉa dọc đường rồi.